thanh niên. Làm sao rồi mà không có ai chỉ có chỉ sợ nó không bền đang đuôi ba lớp biển. Đóng lên. Rất vui hôm nay được vào đây tham dự chương trình. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái thử thách mới cùng trải nghiệm trong môi trường quân đội. Chào đồng chí, tôi tên là Huy. Tôi đề nghị các đồng chí ở đây chúng ta đang làm việc nghiêm túc, mặc dù các đồng chí mới vào. Nhưng chúng ta nói làm sao chúng ta có tính nghiêm túc. Vâng. Được quê quán bao nhiêu tuổi? Tôi ở Hà Nội và hiện tại tôi đang 22 tuổi. Tôi rất là hồi hộp, không biết rằng sắp tới mình sẽ làm những gì. Và tôi sẽ cố gắng quyết tâm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Rồi, cảm ơn đồng chí. Mời đồng chí tiếp. Xin chào đồng chí, tôi là Trần Vương Anh, hiện tại tôi 25 tuổi. Tôi sẽ kiểm tra lễ tiết tác phong của các đồng chí. Tất cả đồng chí giơ tay ra, giơ hai tay về phía trước, bật tay xuống. Rồi các đồng chí bỏ tay xuống. Về lễ tiết tác phong của các đồng chí thì cơ bản móng tay, râu các đồng chí đều để đúng quy định. Nhưng hiện tại tóc các đồng chí không đảm bảo. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cắt tóc. Cảm ơn đồng chí. Từ bỏ một thói quen sẽ khiến trái tim này càng đau thêm. Chắc có lẽ sẽ không thể mau quên. Từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng. Kiểu trong này chỉ có ăn mới mặc quần áo. Tiết ở áo này. À đâu, áo này, đây. Hai cái tiết. Chế tổ nhanh lên. Đợi tí. Quay tư thế, bắt đầu. Đa đa, tốt. Chế đợi. Chúng ta đang hô khẩu lệnh, nó chạy ra thế à? Thôi, đơn vị giải tán tập trung lại. Đơn vị giải tán. Cười cho tập trung lại bây giờ. Vô check các chú đội kiểm tra số báo cáo. Đồng chí này tiết ấy không có này. À, đeo không kịp ạ. À, xin lỗi. Cơ động lên kìa. Tập trung lại. Đại đội giải tán đây. Cho giải tán tập trung lại. Tập đi, giải tán. Thành ra cái lúc đấy mà em nghĩ là từng đấy con người khó chịu về bản thân mình và em cảm thấy rất là lo lắng. Giải tán, tất cả giải tán hết. Thì mình thấy là mình càng có ý thức hơn khi mà chỉ cần mình làm sai cái điều gì đó thì các bạn cũng sẽ phải làm liên lụy theo tất cả các bạn và các bạn cũng sẽ phải chịu theo mình. Tôi là Việt và hiện danh là Khắc Việt. Thực ra là đây không phải là lần đầu tiên tôi có kiểu vấn đội này. Không có rồi. Đối với tôi ấy, thì tôi chỉ muốn là đứng trước máy quay và có điều gì đó nó có một cái điều gì kỷ luật. Tôi muốn đằng sau tất cả mọi thứ đấy là mọi anh em cũng là hòa hợp trong tất cả mọi tỉnh trong một ngôi phòng với nhau. Không phải các đồng chí phải làm gì quá căng thẳng hoặc là cái gì cả. Về sự tâm lời của chí Việt thì có chị nghe chí Việt nói, đồng chí thấy một đối với chí Việt tôi nhắc đồng chí về hiện tại đồng chí đang là quân nhân rồi chứ không phải chỉ là ca sĩ. Vâng. Thế do vậy là cái quá trình bây giờ là ta về đây ta phải chấp hành đúng kỷ luật. Tôi nhớ ý chị nói đồng chí là tôi không có một cái gì gọi là không chấp hành. Có thể là đồng chí đang hiểu sai tôi, không phải tôi hiểu sai đồng chí. Nhắc đồng chí, một là cái này tôi nói đồng chí này nghe. Tôi đồng chí xem đồng chí nói. Không, đối với cá nhân tôi thì quan điểm tôi xin lỗi. Tôi nghe những cái gì đúng, tôi sẽ nghe. Tôi nói thật, tôi nghe những gì đúng, tôi nghe.
kể cả đồng chí nói, nhưng mà tôi không sai, nhưng mà đồng chí bảo là đồng trưởng đã nói tôi nói thật là không sai, nhưng mà đối với cá tính đối với cái tôi là thế, tôi nói thật.